chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Phước Sửu Realtor. Hôm nay là Phước Sửu Hiểu Anh, hai tụi mình sẽ cùng với quý anh chị là đi tham khảo cái dự án khu Nam. Một cái dự án rất là nổi tiếng và dạng nhiều quý khách hàng đang được biết đến. Thì hiện tại Phước Sửu và Tiểu Anh đang đứng tại cái giao lộ của đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Phạm Hữu Lầu. Thì chắc chắn nghe qua cái dự án mà gần giao lộ này thì mình đã biết đến hay là dự án nào rồi không Tiểu Anh? Chắc chắn là GS rồi. GS Metro City, rồi. Nếu mà nói đến GS thì ai cũng rất là nhiều người biết đến, nhưng mà cái tên mới đó là Zaiget Nhà Bè. Dạ vâng. Nhiều người còn đọc là Zaiget Nhà Bè ha. Dạ. Rồi thì Tiểu Anh hôm nay thì đến với cái dự án này thì Tiểu Anh có cái gì chia sẻ về cái dự án này? Ý của em nói là có phải là có nên mua Zaiget hay không không? Dạ, là những rồi. Cái điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Thì đúng rồi, nếu mà một quý khách hàng nào muốn quan tâm đến một dự án nào thì mình sẽ khai thác cái thông tin là thứ nhất là cái điểm yếu và điểm mạnh của dự án. Dạ, thì bây giờ là mình điểm qua một vài cái điểm mạnh của dự án trước. Dạ. Thứ nhất là nằm trải dài gần khoảng 7 cây số trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, dự án rất là rộng. Có chiều dài rất là rộng và xuyên suốt dự án luôn là theo dọc đường Nguyễn Hữu Thọ luôn. Tổng diện tích của dự án rất là lớn, chỉ đứng sau Phú Mỹ Hưng thôi. Yeah. Rồi cái thứ nhì đó là về là cơ sở hạ tầng ở khu vực này đang tăng lên rất là đang mở rộng và đang hoàn thành rất là nhiều. Thì Tiểu Anh biết là những cái cơ sở hạ tầng và hiện tại là nó đang là cái điểm nóng của khu Nam đó, thì Tiểu Anh biết là những cái cơ sở hạ tầng nào không? Rất là nhiều những cái hạng mục đang được đầu tư. Thứ nhất đó là cái ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ đã được khởi công. Cái đó là hầm chui phải không? Hầm chui ba tầng. Ba tầng. Dạ. Và nó sẽ giải quyết được cái vấn đề kẹt xe, ách tắc giao thông ở cái giờ cao điểm và giải quyết được vấn đề container. Ngoài ra nữa thì cái cống ngăn triều với hạng mục đầu tư là 10.000 tỷ đồng. Ba trên năm cống ngăn triều là đã có mặt ở khu Nam rồi, thì là chứng minh được một chuyện là khu Nam đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của chính quyền. Cống ngăn triều ở đây là ngăn cái mức triều cường ở sông Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Vào, phải không? Là thực sự là cái khu vực Nam Sài Gòn ngập giao triều là chính. Cho nên họ phải giải quyết được vấn đề triều cường như vậy thì cái bất động sản và cũng như là cái hạ tầng khu vực nó sẽ rất là hoàn thiện. Ok. Một cái điểm nữa đó là mọi người cũng đang theo dõi từng ngày, đó là cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Dạ đúng rồi. Gần như là đấu nối tất cả các hạng mục rồi. Dạ. Đúng không? Thì theo như Tiểu Anh biết đến á, là khoảng khi nào thì nó sẽ là thông xe hay không? À dạ. Thì cái đoạn cao tốc Bến Lức Long Thành nó đang được gấp rút hoàn thiện và sẽ được thông xe vào khoảng năm 2021. Cố gắng sớm nhất vào năm nay. Ngoài ra thì cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh cũng đang đợi hợp long và nó chỉ vướng vấn đề về mặt bằng. Tuy nhiên thì chắc chắn nó là những hạng mục mà cao điểm và sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới. Nói đến cơ sở hạ tầng để đưa cái Zaiget hoặc là dự án cây GS lên là một tầm cao mới, thì đường Lê Văn Lương sẽ có lộ trình là mở rộng dự kiến lên đến 60m. Và hiện tại là đang những cây cầu đang hình thành giống như là cầu Long Thủy sắp đưa vào hoạt động rồi, bởi vì là đang xây dựng được hơn một năm rồi. Yeah. Rồi ngoài những cái cơ sở hạ tầng đó thì Tiểu Anh còn nghĩ đến những cái hạng mục nào mà nó giúp cho là dự án sẽ ghép được cái tối như vừa. Ngoài ra thì còn biến thoái nối dọc đường và biến đường bảy là một cái hạng mục cực kỳ quan trọng, đó là cầu Thủ Thiêm 4. Thủ Thiêm 4 sẽ nối Thủ Thiêm và khu vực quận 7 là khu vực Nam Sài Gòn. Cho nên là đó là cái triết lý bình thông nhau, có nghĩa là nếu như cái cầu Thủ Thiêm nó được hình thành, cầu Thủ Thiêm 4 được hình thành thì đất của Thủ Thiêm tăng giá như thế
hôm nay là với cái video này thì mình là xét về những cái tiềm năng tăng giá nhờ cơ sở hạ tầng. Dạ vâng. Thì nếu mà cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện như vậy rồi đó thì khu dân cư ở sẽ đông. Thì dạ, điều đó thì mình chứng tỏ là coi như là mình chứng minh cho khách hàng ngay luôn. Đây thì mình có thể mình quay qua mình xem một cái dự án. Đây đây phía bên này. Nhưng mà quý khách hàng xem một cái dự án đối diện ngay với lại CS luôn á Tiểu Anh. Dạ. Dạ, Tiểu Anh biết dự án này là dự án gì không? Nay sao rồi kế bên nay sao là dự án gì? La Villa King Á. La Villa King Á là hai dự án được gọi là một trong các gọi là khu cộng bao rất là đặc biệt đúng không? Và hiện tại mức giá là rất là cao. Dạ. Rất là cao. Thì hai cái dự án này là đã đưa vào hoạt động và quý khách hàng đã vào ở được khoảng là hơn nửa năm rồi. Dạ. Từ một năm đến nửa năm ha. Và cái thị trường tuyển dụng thì nó cũng sôi động, tuy nhiên là rất là hiếm căn bán ra. Rất là ít vòng. Chứng minh được một vấn đề đó là nhu cầu ở rất là cao. Và cái đặc biệt là những cái khu cầm bao này trong tương lai rất là gần trung tâm thành phố, nhưng mà giá dễ mua. Quá dễ mua luôn. Dạ. Nếu mà quý khách hàng chỉ cần xuống đợt 1 của Zaget Nhà Bè với một căn biệt thự hoặc là nhà phố liên kế 7017 thì quý khách hàng chỉ cần có khoảng 13 đến 15 tỷ. Yeah. Mà chủ đầu tư đã xây dựng một trệt hai lầu sân thượng. Yeah. Quý khách hàng chỉ việc vào là hoàn thiện cơ sở là mình có thể vào được ngay. Rồi thì với cái video này Phú Sửu và Tiểu Anh là mong muốn là quý khách hàng biết đến nhiều hơn về cái cơ sở hạ tầng của khu Nam để là mình dần định đầu tư và đánh giá cái dự án Zaget Nhà Bè. Yeah. Thì xin Phước Sửu, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người tìm được những cái sản phẩm đầu tư và những cái dự án tốt nhất trong năm 2021. Xin chào và tạm biệt.